Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa, ICBM uy lực nhất với tầm bắn xa nhất trên thế giới. Nó sẽ làm tăng đáng kể sức chiến đấu cho lực lượng hạt nhân chiến lược Nga. Sarmat cũng chính là loại vũ khí chiến lược mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố không nước nào có vũ khí tương tự. Về thông số kỹ thuật, Sarmat có tầm bắn gần 18.000 km và mang theo từ 10 đến 15 đầu đạn đa đầu hướng tiếp cận độc lập. 10 giờ về có sức công phá 50 megaton, nói cách khác, Sarmat có khả năng hủy diệt lớn hơn 35 lần so với Minuteman 3. Mỗi quả đạn Sarmat dài 35,5m, có đường kính 3m, mang lượng nhiên liệu nặng 178 tấn và đạt tầm bắn trên 18.000 km. Quan chức Nga giấu tên cho biết đầu đạn cơ bản của Sarmat mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, được trang bị nhiều loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. Các đầu đạn có tốc độ tối đa hơn 25.000 km/h, sử dụng hệ thống dẫn đường độc lập để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, cũng như có thể tự chuyển hướng trong giai đoạn hồi quyển để tránh bị đánh chặn. Tổ hợp AVA Nga gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa UZ-100NUTTKH và đầu đạn lướt siêu vượt âm, được Nga phát triển và đưa vào biên chế năm 2018. Nga hiện có 30 hầm phóng chứa tên lửa UZ-100NUTTKH và chúng sẽ là phương tiện phóng AVA Nga cho đến khi được thay thế bởi tên lửa Sarmat. Về công nghệ mới MIRV, viết tắt của Multiple Independent Reentry Vehicle. Theo công nghệ này, bất kỳ đầu đạn hạt nhân nào được mang trên đầu phía trước của một tên lửa đạn đạo có thể nhắm tới các mục tiêu riêng biệt. Đầu đạn tách ra và phóng tới mục tiêu riêng của chúng một cách độc lập sau khi các giai đoạn đẩy chính của tên lửa đã ngừng. ICBM Sarmat có thể bay theo lộ trình không thể đoán trước và vượt qua các khu vực phòng thủ tên lửa. Nó có thể bay qua Bắc Cực và Nam Cực và tiếp cận mục tiêu từ những hướng không được dự kiến để đánh chặn. Tên lửa đạn đạo liên lục địa JS-28 Sarmat, ICBM được phát triển bởi Trung tâm Tên lửa Quốc gia JSC Make Decide Bureau.